Mỹ phóng tên lửa hơn 4 triệu đô la Mỹ đối phó Houthi. Chiến hạm USS Cheney phóng đạn phòng không FM-6 trị giá 4,3 triệu đô la Mỹ để đánh chặn tên lửa đạn đạo Houthi tập kích trên Biển Đỏ. Fox News dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên hôm 1 tháng 2 tiết lộ tàu khu trục USS Cheney đã phóng tên lửa phòng không Standard Missile 6 FM-6 đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo diệt hạm của Houthi trên vịnh Aden trước đó một ngày. Tuy nhiên, người này không cho biết bao nhiêu quả đạn FM-6 được sử dụng trong trận đánh. Chưa rõ đây có phải lần đầu chiến hạm Mỹ khai hỏa tên lửa FM-6 trong chiến dịch đối phó Houthi hay không, nhưng là lần đầu giới chức Mỹ xác nhận nó được sử dụng trong tình huống chiến đấu thực tế. Lực lượng Mỹ trước đó chỉ phóng tên lửa FM-2 có giá hơn 2 triệu đô la Mỹ để đối phó vũ khí Houthi. Giới chuyên gia chưa xác định được lý do tàu chiến Mỹ phải phóng quả đạn FM-6 đắt tiền để đối phó tên lửa Houthi, dù phần lớn kho vũ khí của lực lượng này đều nằm trong khả năng tác chiến của tên lửa FM-2. FM-6 còn có tên gọi RIM-174AERAM, là tên lửa phòng không trang bị cho lá chắn phòng thủ Aegis với khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa hành trình của đối phương, đồng thời có thể được sử dụng như một loại vũ khí chống hạm. Mỗi quả đạn FM-6 có giá khoảng 4,3 triệu đô la Mỹ. Tập đoàn vũ khí Raytheon từng nâng cấp phần mềm của FM-6 vào năm 2017 để tên lửa có khả năng đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm trung, đồng thời phát triển khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm. Phó Đô đốc John Hill, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ, MGA, hồi năm 2022 nhấn mạnh FM-6 là khí tài duy nhất của nước này có khả năng chặn đầu đạn siêu vượt âm, nhưng không đề cập phiên bản cụ thể. Mỹ đang biên chế phiên bản Block E và IR, đồng thời phát triển biến thể Block IB với thiết kế được điều chỉnh và trang bị động cơ lớn hơn. Nhiều người đề cập đến chênh lệch chi phí giữa FM-6 và tên lửa đạn đạo Houthi, nhưng điều này không quá bất ngờ trong xung đột hiện đại. Ukraine và Ả Rập Saudi từng phải dùng tên lửa đắt tiền để đối phó vũ khí rẻ tiền của đối phương. Chi phí của quả đạn FM-6 không là gì so với chiến hạm 2 tỷ đô la Mỹ và gần 300 thành viên thủy thủ đoàn trên đó, cây bút Joseph Trevis viết trên chuyên trang quân sự Warzone của Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.